Sau khi Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 4 cây cầu vượt qua sông Hồng và sông Đuống, thì đất tại những khu vực được dự đoán có cầu đi qua tăng giá nhanh. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cảnh báo về hiện tượng đầu cơ, thổi giá đất quá cao tại đây đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Gia đình ông Hòa chuyển về khu tái định cư này đã 7 năm nay. Ông Hòa cho biết, nếu như năm trước, giá đất ở đây có mức trung bình khoảng từ 30 đến 36 triệu đồng một mét vuông, thì nay giá đất đã tăng lên đến hơn 40 triệu đồng một mét vuông. Vừa rồi nhà nước có chủ trương xây dựng 4 cây cầu, mà chủ yếu với phường Giang Biên này là xây cầu Giang Biên, thì nói chung là cái giá đất tự nhiên nó cũng đột biến lên. Tức là chỉ có dưới, tức là nếu mà cái lô mặt của chú quay đây này nhá, trước đây chỉ có 36, 38 triệu, nhưng hiện nay nhảy vọt tới 44 triệu. Nhưng mà cái nào đó như lô đẹp, còn những cái lô đẹp hơn ấy, nó quay ra cái chỗ mà cái trường mầm non Tràng An chúng cháu vợ ông vừa rồi làm ấy, thì là giá nó phải gần 50 triệu. Theo người dân tại khu vực phường Giang Biên, từ khi có thông tin Hà Nội sẽ cho xây dựng 4 cây cầu lớn bắc qua sông Hồng từ nội thành theo hướng phía đông và đông bắc, đã khiến giá đất tại khu vực này tăng nhanh. Theo nhiều người dân tại Giang Biên, trong 3 tháng trở lại đây, xuất hiện người đi hỏi mua nhà đất khá đông. Sau 2011 thì nó sẽ xưa 12, 13, 14 là nó xuống chỉ còn khoảng 35, 36 triệu thôi. Bây giờ thì nó nhích lên tầm 46 triệu. Rất là nhiều người, cứ chỗ nào trồng là có người ta đến hỏi mua. Dù vậy, theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong giao dịch mua bán nhà đất, vì có khả năng đất tại những khu vực này đã bị đẩy giá cao hơn nhiều so với giá trị thực. Việc quy hoạch xây cầu đã có chủ trương từ lâu, đến nay mới trong giai đoạn tìm nhà đầu tư xây dựng. Để hạ tầng hoàn thiện, kéo theo giá trị đất tăng còn cần nhiều thời gian. Đất đai thì bao giờ nó cũng tăng giá theo cái việc đầu tư cái hệ thống đó. Thế tuy nhiên là do cái thời gian đầu tư nó kéo dài, nếu nhà đầu tư mà vội vàng tại cái thời điểm mà nó chưa, cái giá trị của nó chưa tăng tương xứng với cái đầu tư. Thế bạn hiểu là khi đầu tư nó hoàn chỉnh, càng hoàn chỉnh thì giá trị nó càng tăng. Và người ta chưa hoàn chỉnh đến cái mức độ để nó tăng đến như vậy mà chúng ta đã vội vàng là chúng ta đầu tư, thì cái khả năng của chúng ta sẽ phải ôm cái sản phẩm, cái bất động sản, cái hàng hóa đó trong một cái thời gian dài. Thì hãy cân nhắc tính toán giữa cái đầu tư tài chính hay đầu tư những cái kênh khác. Các chuyên gia bất động sản cũng cho rằng nhà đầu tư cần nhìn những bài học từ hiện tượng sốt đất ở Đông Anh, ăn theo cầu Nhật Tân hay cơn sốt đất Ba Vì Mê Linh. Vẫn còn đó những rủi ro lớn khi đầu tư theo tìm quy hoạch.